không nấu nướng được hoặc là làm việc gì đó trong gia đình thì em cũng mong muốn là được bạn trai chia sẻ với em. Kiểu mà anh muốn là có người mình quen đó là phải có quan tâm gia đình. Đi chơi cũng sao, đi chơi mà để cái kiểu là mình vừa phải thôi, cái gì cũng biết quan tâm gia đình trước. Quan điểm của anh đó là cần bạn gái chung thủy, siêng năng chút thôi rồi. Bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Trước hết lời nói đầu tiên em xin cháu kính chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Em tên là Phùng Quốc Vinh và năm nay em 33 tuổi. Em hiện tại đang làm kinh doanh tự do ở đường ấp chiến lược Bình Tân đấy. Quê quê Vinh ở đâu? Em lớn lên mà sinh sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê Vinh luôn. Rồi còn bên đây mình giới thiệu đi cưng. Dạ xin chào hai vị MC đáng mến của chương trình, chị Hồng Vân và em Quyền Linh. Em xin chào bạn Nam và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Vân, em 32 tuổi. Em là nhân viên văn phòng, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Dạ em ở quận 12 anh Linh ơi. Quận 12 à. Cho hôm nay cũng gần đó nha. Bây giờ là em trai em nói điểm mạnh điểm yếu cho bên kia nghe đi. Dạ điểm mạnh em là lúc trước là làm bếp. Nghề bếp của em là cũng được 10 năm. Còn cái em có thêm cái nghề nữa là xong em làm cái mề bếp xong là còn đi làm thêm phục vụ được 3 năm. Là dạ. Em giỏi nha. Em đi làm xuất khẩu lao động ở Macau. Là cộng lại thì cũng được 7 8 năm đi làm đi về về cũng được 4 lần là 3 lần 4 lần. Là đi 1 năm mấy cái em về Việt Nam làm 1 năm mấy. Cái lại đi tiếp làm 2 năm mấy. Là bếp ở Macau á hả? Dạ làm bếp ở Macau cũng có làm qua rồi. Về Việt Nam làm bếp tiếp và cái lại đi qua Macau làm phục vụ. Trời giỏi nha. Coi như là có 10 năm mà làm về bếp rồi đúng không? Dạ cũng gần 10 năm. Có điểm yếu gì không? Điểm yếu thì em có thể là dễ tin người. Anh Quyền Linh mà em như là nói đang nói giỡn với em mà em tưởng thiệt vậy đó, cái kiểu đó là dễ tin người. Cho anh mượn mấy chục triệu coi. cái đó thì không có, em không tin. Thấy chưa? Vậy mà nó tin người. Em tin là cái kiểu mà anh đang chọc em á mà em không biết anh chọc em đó. Chứ bình thường nếu ấy là cho mượn liền đúng không? Được. Rồi, bây giờ mình nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng. Điểm mạnh của em là người rất là hoạt bát. Em làm hết sức, chơi hết mình. Điểm yếu của em là lâu lâu em hay hơi quạo nhẹ thôi ạ. À. Không có để bụng. Ví dụ như là em đi chơi mà em chụp hình cho bạn em đẹp mà bạn em chụp hình cho em không đẹp là em sẽ bị quạo. Qua nhanh thôi phải không? Dạ đúng rồi, em không có để bụng mấy chuyện đó. Ừ, em có mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình, một mối tình hồi sinh viên, kiểu như mối tình gà bông thôi chị. Một mối tình cách đây cũng khá là lâu, khoảng 6-7 năm. Em yêu xa về khoảng cách địa lý rồi tất cả mọi thứ nên tụi em không có vượt qua được cái chuyện đó cho nên tụi em nó chia tay. Em cũng cố gắng mở rộng những cái mối quan hệ của mình qua những cái lớp học, ví dụ em học thêm anh văn hoặc là em học thêm về những chương trình marketing, rồi em cũng tham gia những cái app hẹn hò trên mạng. Nhưng mà những cái đối tượng đó thì thứ nhất là một là không hợp với em, hai là người ta không có tìm kiếm những cái mối quan hệ nghiêm túc quay trên mạng thì hay vậy. Cho nên là tới bây giờ em cũng chỉ gặp gỡ người ta kiểu như là đi ăn uống, đi xem phim rồi thôi. Vậy cái mẫu hình lý tưởng của em á, em muốn như thế nào? Em thích một người dễ thương, chân thành, không có nói dối và yêu thương gia đình. Còn về ngoại hình thì sao? Dạ, dễ thương, dễ nhìn. Tất nhiên là người con gái nào cũng mong muốn có được một người bạn trai cao hơn mình một xíu. Em cao 1m bao nhiêu? Dạ, em chỉ cao 1m6 thôi. Cao 1m6, vậy bạn 1m65 là được rồi đúng không? Bên đây là hơn rồi đó. Em 1m65. 65. Đấy chưa, 1m65. Em có 3 mối tình. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dài nhất của em là 6 năm. 6 năm mà sao chia tay nhỉ? Dạ, lúc mà em chưa đi nước ngoài là em quen trước rồi. Xong rồi em đi nước ngoài vẫn còn quen. Em quen lúc đó là bạn gái 19 tuổi. Xong rồi sau đó thì bạn gái bắt đầu lớn hơn rồi. 5 năm sau là 20 mấy tuổi bắt đầu. Họ đã thay đổi rồi. Họ không còn yêu mình nữa mà họ lừa dối mình. Chỉ là bắt cá hai tay đấy. Có lẽ làm đi nước ngoài lâu đúng quá rồi, do rồi yêu xa đó, lòng yêu đó. Xa đó yêu xa mới tình thứ hai thứ ba cũng là có thể là yêu xa. Nhưng mà bây giờ em đã coi như là chuẩn bị hết mọi thứ để thực phẩm bảo vệ sức khỏe Gaston The Best hỗ trợ dạ dày khỏe mạnh, một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Ninh Bình. Có một cái cuộc tình mà gọi là đừng có để bị yêu xa nữa chưa? Dạ em không có đi. Không có đi nữa đúng không? Rồi cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Mẫu hình lý tưởng của em thì siêng năng làm việc. Của em cũng dễ lắm, không 1m55 trở lên, da trắng, không quá mập cũng không quá gầy nữa. Yên tâm nha. Dạ cảm ơn chị. Không dễ thương. Giống các phượng mà hồi còn trẻ. Em không thích điều gì ở đàn ông nào? Dạ em không thích bạn nam hút thuốc nhậu nhẹt. Dạ. Có không em? Em có hút thuốc nhưng mà nhậu thì em không có nhậu nhiều. Hút nhiều không? Một ngày cỡ 5-6 điếu. Thôi bỏ bớt đi ha.
Thôi em đi với ai vậy? Dạ em đi với bạn thân của em. À, chào mọi người ở trường quay. À, chào bạn Nam. Mình chơi với Vân thì cũng lâu mà 17 năm rồi nên là thực ra hôm nay tới đây cũng hơi xúc động một chút. Mình muốn hỏi Vinh là Vinh làm kinh doanh tự do như vậy á, sau giờ làm Vinh có hay phải đi tiếp khách không? À, không, không cần đi tiếp khách, mình buôn bán thức ăn thôi. Cái thời gian làm việc của mình nó có cố định không? Hay là mình làm tự do, có lúc nào có khách bây giờ làm? Bây giờ là mình chưa có mở bán, xong chương trình này là mình chuẩn bị mở, là bắt đầu mở luôn. Là tính. Xong chương trình này là sẽ rất là bận rộn đúng không? Đúng là bận rộn một tí thôi chứ không có nhiều đâu. Như vậy mình có thời gian dành cho bạn? Chắc chắn là sẽ có bạn, có thời gian. Tại vì bạn cũng đi làm. Sau cái thời gian bạn làm thì mới có cái thời gian để mà hẹn hò nữa. Tùy, đó là tùy mình thôi. Nếu mà mình không có quen ai hết thì mình lại tiếp tục mình là tìm cái kịp việc khác mình làm. Nhưng mà vậy nếu vậy mình quen bạn gái như vậy, cái thời gian mình phải chia sẻ bớt với công việc như vậy rồi. À, không, cái đó tùy mình à. Mình tự do mà. Làm chủ mà. Tự do mình làm chủ. Mình hỏi là hồi nãy Vinh nói là Vinh thích một người phụ nữ mà có thể làm việc nội trợ tới xứ gia đình đúng không? Nhưng vì Vân thì xưa giờ đi làm mệt đó, về nhà có thể không làm được một số công việc nhà thì cái đó mình sao? Có thể phụ không sao? Mình chắc chắn mình sẽ chia sẻ. Mệt quá không nấu ăn được thì sao? Không sao, mình nấu cũng được. Như vậy thì rất là vui. Có lẽ là Vân thích nhưng mà Vân không thể hiện ra như vậy á. Nếu mà hai bạn cho nhau một cơ hội thì mình Hương hy vọng là Vinh sẽ có thể chủ động hơn một chút với mối quan hệ với Vân. Mình hiểu rồi. Bạn lo cho bạn quá à, xúc động ghê, làm tôi nhớ bà Hồng Đào ghê luôn. Rồi, mời em trai, em đi với ai? Em đi với Thím. Thím thấy... gọi thấy là... thấy được không? Được. Cháu vô tương lai đó được không? Được. Với lại á, Vinh á, hồi đó giờ đi làm không mà không có lo tương lai gì. Có gia đình. Bây giờ thấy có cái chương trình này á, Thím cũng thấy mừng, với là cha mẹ của Vinh cũng thấy mừng. Thím có nói gì với cháu vô tương lai không? Thấy để cháu vô tương lai cũng được. Cũng được ha, chịu không? Chịu. Chịu. Thôi, cảm ơn Thím, coi Thím chịu là được rồi. Bây giờ mình mở rào đi. Mở rào đi. Mở rào. Quá rồi. Đó là món quà tặng cho em. Em mở ra xem. Mở ra đi, mở ra đi cưng. Wow. Một cái túi sách. Vân có thích không? Dạ thích. Em tặng anh một quyển sách. Tại vì em khá là thích đi du lịch cho nên là cái quyển sách này dạ đúng rồi, nói về những cái đất nước Đông Nam Á. Hy vọng là có cơ hội để anh sẽ xem. Dạ. Thật ra là hồi nãy em tính hỏi anh á, là anh có biết nấu ăn không? Anh có thích nấu ăn không? Nhưng mà bây giờ hồi nãy là em nghe nói là anh là đầu bếp, cho nên là em thì biết nấu ăn và em cũng biết làm việc nhà, nhưng mà giống như hồi nãy Hương bạn em có chia sẻ vậy đó, nhiều khi em đi làm thì công việc của em nó cũng đôi khi nó đòi hỏi là phải tăng ca, ví dụ mà về em không nấu nướng được hoặc là làm việc gì đó trong gia đình thì em cũng mong muốn là được bạn trai chia sẻ với em. Anh hiểu. Dạ. Kiểu mà anh muốn là có người mình quen là phải có quan tâm gia đình. Dạ. Đi chơi cũng không sao, đi chơi mà cái kiểu mà mình vừa phải thôi, cái gì cũng biết quan tâm gia đình trước. Vậy okay. Thôi. Quan điểm của anh á là cần bạn gái chung thủy, siêng năng chút thôi, rồi chia sẻ, quan tâm, chỉ cần vậy đó. Dạ, siêng năng với anh được nghĩa là như thế nào? Ví dụ như em thích ngủ nướng hoặc là em có thể làm tất cả mọi việc, nhưng mà ví dụ như em thích ngủ nướng, em không thể nào mà dậy sớm nấu đồ ăn sáng, hoặc là không em không thể nào mà dậy sớm để làm việc nhà chẳng hạn. Dậy sớm thì trễ cũng sao, mình miễn sao là mình có trách nhiệm thôi. Miễn là em làm hết được công việc thôi. Đúng rồi, không sao. Mà không làm hết cũng không sao, nó lâu lâu thì anh có thể anh là chắc chắn là anh biết làm việc nhà anh phụ. Chứ không phải là nhất thiết là nam nữ bình đẳng, mà không phải là em làm hết em là gái, không phải. Anh có thấy là từ Bình Tân qua quận 12 là xa không? Anh là không phải ở quận Bình Tân. Anh bán ở đó thôi, nghĩa là chuẩn bị bán đó. Anh ở quận 11. Vậy là xa thiệt. Quận 11, anh ở nhà anh ở quận 11. Xa hơn hả Linh hay là xa quận hơn. 11 xa hơn, đi qua quận 12 xa hơn. Nhưng mà sáng nào cũng phải, em định bán rồi quận Bình Tân thì ngày sáng nào cũng qua đó bán mà. Vì từ quận 12 là đó rất là gần, bán xong em gom tiệm qua quận 12. Có gì đâu mà lo. Anh muốn nói cho em biết vậy thôi chứ thì cái chuyện đó là ở trong thành phố Hồ Chí Minh à, có vấn đề gì. Anh Vinh có thích đi du lịch không? Anh cũng thích đi du lịch.
Em có ngại việc làm dâu không? À, dạ không. Chỉ vậy cho em hỏi là ba mẹ anh có khó? Ba mẹ anh hả? Ba mẹ anh nói chung là khó thì không phải là khó, là nói chung là tốt bụng. Có thể là ba mẹ chửi mình ấy là muốn mình tốt thôi, chứ không phải là vấn đề gì hết. Có thể với người khác là sẽ khó chút xíu gì thôi. À, dạ. Có gì đó vấn đề gì không có sao. Ví dụ là em con dâu đi, chắc chắn là mẹ sẽ chửi anh nhiều hơn là chửi em. Dạ. Ví dụ mà có chửi đó, có dạ. La rầy gì đó. Nếu mà mình có duyên á, thì mẹ anh sẽ thích là em hỗ trợ anh trong việc buôn bán, hay là vẫn ủng hộ em đi làm cái công việc của em đang làm? Không, không có nhất thiết, cái đó là tùy em thôi. À dạ. Cái đó là không có nhất thiết là bắt em là phải đi theo bán với anh, không có. Chứ là anh có gì của anh tự anh phải lo sắp xếp của anh. Nhưng mà nếu mà Vinh có cái nghề như thế thì rất là thuận lợi em à. Nếu mà em về em làm bà chủ quán đó, em ngồi em thu tiền, Vinh bán, Vinh làm đồ ăn, em quản lý, mời nhân viên, thì có đó ngon hơn là ngồi văn phòng. Cái đó là sự lựa chọn của em. Như vậy em chỉ muốn hỏi bạn thêm, mà bạn có mong muốn là có một người vợ về phụ bạn hay không, hay là bạn vẫn tôn trọng cái công việc của người? Chứ em thì dễ lắm, có tiền lại thích. Anh là dễ. Thôi bây giờ mình đứng lên mình hát bài nó tặng bạn gái, sau cái mình nắm cái tay bạn gái, cái truyền cảm xúc được cái mình bấm nút luôn. Đó, hát luôn Vinh. À... Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm vầng thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đang ước mơ. Mơ em trong đêm mưa thì thào, cho bão tố về làm chim bao. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Vâng. Anh vâng. 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 Muốn yêu vâng anh dài muốn lâu. Yêu em dài lâu. Okay. Vâng. Vâng. Anh muốn yêu em đầm sâu. Vâng. Anh muốn yêu em. Anh đã thương em từ lâu. Vâng. Yêu. Vinh muốn yêu. Yêu cho đến khi con tim ngừng đập. Rồi. Bấm nút là tạo cơ hội để xe duyên thành nợ, duyên nợ. Không biết ngày hôm nay có được hay không. 3 2 1. Hết thời gian. Trái tim đỏ thắm. Nay tôi xin giao nhỏ em gái của tôi cho anh đó, anh Vinh nè. Anh đưa cái đôi tay của anh ra. Rồi. Em chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường. Em chào tất cả các vị khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Em tên là Đào Thị Nga, em 25 tuổi. Mọi người vẫn hay gọi em bằng cái tên thân thương là Nga Ngố. Quê em ở Hà Tây, nhưng hiện tại thì em làm việc và sinh sống ở Bình Dương. Rồi, mời bạn trai. Em tên là Nguyễn Thế Chỉnh ạ. Năm nay em 28 tuổi ạ. Kể cả tuổi lấy vợ là 29 ạ. Hả? Cái gì? Tuổi lấy vợ 29 là sao? Tuổi đẻ đó hả? Dạ vâng. Nhưng mà bạn làm nghề gì? Nhân viên IT ạ. Quê em ở đâu? Quê em ở Bắc Ninh ạ. Bây dân giờ... ca quan họ Bắc Ninh ạ. Làm một bài dân ca quan họ Bắc Ninh luôn. Còn duyên là duyên kẻ đón, đón người đưa. Hai bạn có yêu nhau sang chơi cửa chơi nhà, cho thầy là thầy mẹ biết để ruộng hoa chứ hoa định này. Tình à tình 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 à hời à hư hời hư là hư hời hư. Trời ơi. Ủa nhưng mà hiện tại bây giờ em sống làm việc ở đâu em? Em vô đây năm lớp 7 ạ. Hiện nay đang sống chung cùng gia đình ạ. Ủa gia đình vào đây hết rồi hả? Dạ. Được rồi. Rồi bạn gái giới thiệu mình đi bạn. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Buổi sáng em có lướt Facebook thì em thấy là những người sinh năm 92 thì trong tháng này sẽ gặp nhiều may mắn. Về tiền bạc thì em chưa thấy, nhưng em hy vọng là hôm nay sẽ gặp được tình yêu. Nên vậy em nghĩ ưu điểm của mình là suy nghĩ tích cực. Bạn mong muốn tìm một người yêu như thế nào? Về phong cách thì em thích những người mang phong cách cổ điển một tí, đặc biệt là những chàng trai mà mặc quần tây áo sơ mi thì em thấy rất ấn tượng.
Nhưng mà hồi nãy em nói là rất hợp lý. Em lướt Facebook rồi em thấy phong thủy kia là em dạ không, có một tí tí giống như là niềm vui cho hàng ngày. Rồi vậy bạn trai bên bển là có được không? Em nhớ là bạn 28, anh Trình bên kia là 28. 29 đấy. Dạ em tuổi Kỷ Tỵ ạ. Kỷ Tỵ. Em cũng không biết. Trời ơi, mà coi phong thủy rồi coi tuổi mà giờ không biết là thầy kỳ vậy. Thôi để về em chấn chỉnh em xem tiếp. Thì rủ xem không được rồi sao, trời ơi tôi tính đây luôn chứ. Em năm kia chín mấy? Dạ em 92. 92 đúng rồi. 92 thì tuổi Kỷ Tỵ hợp nhau rồi. Đó, thấy chưa, ta xem luôn. Bên kia biết coi luôn hả? Dạ vâng ạ. Làm IT rành lắm. Rồi bạn nam bạn thích tìm người yêu thế nào? Phụ nữ truyền thống ạ. Rồi hiện đại được không? Hiện đại thì theo tiêu chuẩn mà không ăn mặc hở hang là được rồi. Hở hang không tốt hả? Không phải là không tốt mà tại em không thích cho nhiều người thích. Rồi, mình trải qua mấy mối tình rồi? Một mối tình gặp mặt còn một mối tình không gặp mặt. Không gặp mặt là sao? Chỉ thông qua bạn thôi, rồi quen ở xa quá. Dạ. Vậy là coi như mối tình rồi đó hai em? Dạ, chỉ có một mối tình đầu tiên và cũng gặp một lần duy nhất thôi ạ. Trời đất ơi, còn bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em 25 năm, em yêu đơn phương các bạn nam. Hai em giống nhau ghê. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn trai? Thứ nhất là hôi. Sao nó ngắn gọn một kiểu hôi vậy? Bên đây thơm. Thiệt không? Thơm. Rồi cái thứ hai là tóc bù luống giống Đan Trường. Hả? Hai mái. Không thích tóc hai mái. Dạ đúng rồi. Chứ thích tóc thì sao? Không có tóc. Cái này không có mái nào. Đầu đinh chứ nó men lì một tí. Đầu đinh. Dạ. Dựng lên xíu đi, dựng lên coi. Đầu đinh lên nè, đây nè, đó, chỉa lên, nghe không? Rồi, em có tật xấu gì không? Nãy giờ chưa khai không? Dạ, em cũng hơi nóng tính và ít đi chơi ạ. Từ xưa giờ không đi đâu chơi hết hai em? Dạ, đi làm mà đi học về. Mấy mốt lấy vợ về mới đi, phải không em? Dạ, có người yêu cái nào muốn đi lắm rồi. Phải đi với vợ chứ không được bỏ vợ ở nhà, nghe không? Dạ, điều đó chắc chắn là tuyệt đối ạ. À, mình định bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Thì em muốn nhanh nhất là 3 tháng, không được vượt ngày 27 tháng 9 năm nay ạ. Tại sao? Tại vì vượt 30 là không cưới được vợ. Thôi là coi tuổi rồi. Đó hả? Cái là phải trong năm 29 này phải lấy, bắt buộc phải lấy. Đúng rồi. Đến tháng 9. Đến tháng 9 này là phải lấy. Còn không nữa là qua đó là phải chờ bao lâu nữa? 31, năm 31. Đúng rồi, gia đình dục lắm rồi. Rồi để tôi về tôi hỏi liền cái vụ hỏi này. Hỏi liền đi. Chừng nào em tiến em đám cưới được? Gấp lắm á. Còn có 3 tháng nữa. Dạ không. Quan điểm sống của em là thuận theo tự nhiên. Nếu mà tình cảm đủ lớn thì em nghĩ sẽ xây dựng đám cưới. Thôi, không ấy mình qua 31 luôn đi cưng. Dạ em trai. Em suy nghĩ. Không cưới là coi như hút luôn. Không mà hút thì qua năm sau cũng được, qua 31 thì giống như bạn bên đây thôi. Dạ. Bạn bên đây rất là dễ thương. Mà anh thấy đây là một chàng trai chung thủy đấy. Em cảm thấy bạn cũng một con người cổ điển. Thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng không nên cổ điển quá. Nhiều lúc mình cũng phải hòa nhập với mọi thứ xung đúng quanh rồi. Biết đâu được em tiếp xúc với bạn đấy, thuần hóa được bạn ấy. Làm như bạn ấy là gấu sư tử. Thuần hóa. Thì có thể bạn ấy suy nghĩ là không sao, mà đàn ông mà 35 tuổi lấy chồng thì cũng không sao cả. Đàn ông 35 tuổi lấy chồng chết à? Em nhầm là lấy vợ. Thôi bây giờ mình gặp gia đình người thân. Em bạn trai bạn có đi với ai không? Dạ có đi với em gái con của cô ạ. Rồi, em... Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là em họ của anh Chỉnh. Chị gái bên này thì em thấy dễ thương, còn hợp hay không là do anh chị ạ. Rồi cảm ơn em. Bạn gái bên kia đi với ai? Dạ em có đi với hai chị gái ruột của em ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì em nghĩ là con trai 30-31 tuổi cưới là bình thường, đâu có vấn đề gì đâu. Cho nên là cái về vấn đề mà ngày tháng xem xét thì cái này em nghĩ là bạn nam nên xem lại một tí. Tại vì cái đám cưới thì thật ra là nó chỉ là cái hình thức bên ngoài thôi. Còn về hai người sống với nhau được bao lâu hay như thế nào là phải xem là hai người có hợp với nhau hay không nữa. Em thì thấy bạn này ok, hai người cứ tìm hiểu thêm như thế nào. Em thấy là nghe nếu mà chọn bạn này thì ổn. Rồi cảm ơn hai chị. Kết câu cuối cùng là ổn đó nha. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi. Gặp nhau. Kéo màn lên. Anh nghĩ yêu nhau tới một cái độ nào đó chín mùi thì cái ngày tháng nó không quan trọng đâu em. Có thể là 28 tháng 9, 29 tháng 9 cũng được nha. Rồi. Dạ cho anh. Mình cảm ơn quá. À bây giờ em cũng hơi thắc mắc, em muốn hỏi anh là lúc mà em nghe bên kia thì em cũng cảm nhận với anh là
anh hơi ra trường. Tại vì anh muốn là kiếm một người bạn gái chung thủy truyền thống. Thì mục đích là anh không muốn phải, tức là phải sau này phải con cái vơ hay vợ chồng vì một cái chuyện nhỏ thôi mà bất đồng phải đến dẫn đến xa nhau, giống như là một gia đình ấy, phải yên ổn thì nó mới làm ăn phát triển được. Anh ơi, giả sử bây giờ công ty tổ chức đi chơi, anh ở nhà trông con, em đi chơi với công ty, anh có đồng ý không? Cái vấn đề vô tư thôi. Em đi thoải mái không sao cả, nhưng mà cứ đến khoảng 9-10 giờ gọi anh đến đón, anh đón được rồi. Dạ không, đi chơi là đi chơi 2-3 ngày á, là anh ở nhà trông con 2-3 ngày vậy á. 2-3 ngày à? Dạ. Khó quá nhỉ. Thì để phát triển sự nghiệp tương lai của em á, hay là về công việc hay là về rất là quan trọng thì em sẵn sàng anh cho em đi. Nhưng mà đừng làm những cái điều gì mà nó trái với cái đạo lý của vợ chồng á. Đến lúc đấy thì anh không có muốn tha thứ. Ta nói ta đi chơi. Thí dụ thế trong cái trường hợp xảy ra đi nhiều. Đi chơi thôi mà. Dạ, vâng. Không có gì làm gì tới quá đạo lý. Không, anh nói đúng mà. Tại vì lập trình phải kỹ một chút mà sai sót, sai số thì rất là nguy hiểm. Dạ vâng, vậy ở thời gian cuối tuần anh thường làm gì? Đi làm về thì mình ở nhà rồi xem chương trình Bạn Nguyện Hò lên YouTube coi. Rồi thí dụ mà có học tập á, tại vì cái định hướng tương lai của mình là muốn học lên thạc sĩ á, cho nên hiện tại mình cũng thỉnh thoảng củng cố kiến thức để học lên cao hơn. Dạ, em cũng thích cái người như anh á. Cảm ơn em. Em thấy cô gái ngồi đối diện có quá hở hang không? Dạ, vấn đề này thì cái size này có thể đi mặc đi làm được, không vấn đề gì ạ. Cái size mà cách ăn mặc của văn phòng á, hay là dự tiệc á, thì cái đấy mình không thể được, cái đấy là đồng bộ rồi, chuẩn quốc tế rồi, mình không thể tự nhiên cái áo ta đang như kia mà cứ vá cổ lại nguy hiểm. Cho nên ý anh nói là mình đi mà bình thường với chồng con thôi, đi đâu thì ăn mặc bình nào, thì còn đi dự tiệc thì đó là cái sai mẫu rồi. Dạ. Mình không thể ép buộc được. Thường thì mấy người truyền thống cung kính này là luôn luôn thích sinh con trai đấy, em hỏi đi. Đó, thiệt mà. Đúng không em? Dạ. Đúng. Đó, gật đầu thấy chưa? Anh ơi, em có một cái câu hỏi đơn giản như thế này nhá. Anh thấy có phải là để sanh ra anh phải có ba và có mẹ, có nghĩa là có nam và có nữ. Nếu như mà toàn nam thì làm sao mà có con được ta? Thì như vậy phải có cả nam cả nữ chứ. Tự nhiên anh muốn sinh ba đứa, hai trai một gái. Trời đất ơi. Sinh hai ba đứa, ba bốn đứa luôn cũng không có đàn trai thì em tính sao? Cái đó là chắc do ý trời không cho mình có rồi. Thì mình chấp nhận. Em không nghĩ phải là ý trời mà là do anh. Em có thích cô gái ngồi đối diện em không? Dạ, em thích. Em có muốn cô ấy làm vợ của mình hay không? Dạ, rất muốn. Nếu mà em đồng ý bấm nút và chọn anh là người chồng thì anh tin chắc chắn rằng em sẽ không hối hận. Em muốn lấy vợ lắm rồi. Nào, hãy để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha em nha. Quyền quyết định là của các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Bấm nút là đồng ý hẹn hò và tiến tới hôn nhân, chứ không phải bấm nút để kết bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, hãy nắm tay nhau. Nắm tay nhau đi hai bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược. Nó chạy rồi thì lên quen. Ok. Rồi. Rồi. 3, 2, 1 quen. Rồi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tình Trăm Năm. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:20 trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần. Và thưa quý vị, một tuần trôi qua và Ngọc Lan hôm nay rất vui khi được gặp lại người bạn đồng hành với mình, đó là MC Quyền Linh, để cùng nhau lắng nghe và trò chuyện những câu chuyện Tình Trăm Năm. Yeah. Tình Trăm Năm ngày hôm nay sẽ đến từ xứ sở vàng hoa, thành phố như mùa hoa của mộng mơ. Nói vậy thì quý vị biết rằng câu chuyện tình hôm nay đến từ đâu rồi đúng không ạ? Chúng tôi sẽ kết nối với câu chuyện tình mà họ đã kết hôn hơn 40 năm rồi quý vị. Đó chính là câu chuyện tình của cô Đinh Thị Ngãi 64 tuổi và chú Nguyễn Mạnh Cường 64 tuổi luôn. Hai người cộng lại là 120 mấy tuổi.
Rồi, xin chào cô chú. Con chào cô chú. Rất vui chương trình Tình Trăm Năm được đón cô chú đến từ một thành phố rất là xinh đẹp, Đà Lạt mộng mơ. Thành phố của những tâm hồn thật là lãng mạn. Đây là tỉnh Lâm Đồng đúng không? Được, cô chú là ở Đức Trọng. Đức Trọng. Ngày xưa cách đây 40 năm đó thì chú gặp cô trong trường hợp nào? À, xin cảm ơn chương trình, trước hết là cảm ơn MC Kỳ Linh và Ngọc Lan. Thì lý do thì không nói được, nhưng mà nếu mà anh trả lời vào câu hỏi của Kỳ Linh ấy, thì mình là học việc thì ở ngoài Bắc. Hồi đó là còn tiếng cũ gọi là Xuân Mai, Hà Xuân Bình, cách Hà Nội đường 6 lên mấy chục cây ấy. Thì mình học ở đó xong rồi mình một lần về Hà Nội công tác. Công tác xong tới được một năm thì tháng 1 năm 79 là đơn vị của mình là được điều động tăng cường vào cho công an tỉnh Lâm Đồng, gọi là công an Ti Lâm Đồng. Và hồi đó tại Ti Lâm Đồng hồi đó thì có cái tình hình an ninh là về vấn đề phản động phun rô, là họ đi cướp bóc, họ đi tấn công các đơn vị bộ đội rồi giết người cướp của, rất là hồi đó rất căng thẳng. Một lần nữa là về tình hình chung của xã hội là biên giới phía Bắc là mình đang bị Trung Quốc tấn công. Thì tụi mình quán triệt là nếu mà tình hình đất nước hồi đó mà căng thẳng về phía Bắc mà để lâu dài thì lại phải ở trong cao nguyên này là phải là hộ cứu cho nó phải là nơi mà để cho các cơ quan trung ương lãnh đạo, ví dụ phải như thế. Thế thì đơn vị của mình là nhận cái nhiệm vụ là vào tăng cường tiên công an đầu để làm nhiệm vụ truy quét photo làm sạch địa bàn, tức là dọn dẹp địa bàn những vấn đề mà nguy hiểm cho các cái tổ chức cơ quan nhà nước có việc gì để mà vào mà làm sạch các cụ. Thì đó chú là công an. Mình là hồi đó là thuộc lực lượng công an, gọi là cảnh sát bảo vệ. Đơn vị là cảnh sát bảo vệ. Là cô đang làm công việc gì trong đây? Thế thì mình vào tới đội dã chiến được 4 tháng để bắt đầu đi chốt. Tức là làm quen với địa bàn, hồi đó cũng 19 tuổi, 20 tuổi. Trẻ gì đó hả? Trẻ hả? Trẻ Lâm Đồng là mới 19 tuổi thôi. 20. Thế là vào huyện Lạc Dương, chỗ có cái đỉnh Lan Giang. Là vào đó được 3 tháng, đóng cái chốt băng kim đại dịch. Hồi đó gọi là cái từ thì là tụi mình đang ở Hà Nội vào, có cái từ là chùi vàng bỏ chết. Gió là tiên đó, tức là ghê lắm, thật là ghê lắm thật đấy. Từ Đà Lạt vô là phải đi bộ cả nửa ngày mới vô tới nơi, không có xe cộ gì cả, đi không có tiền. Sau cái tình hình ở bên đó, ở được 3 tháng thì nó lại có vẻ giảm. Thì cứ phải cuốn theo cái tình hình an ninh chung. Thì đơn vị mình lại được điều về cái thôn Cà Đèn. Cà Đèn mà mấy bữa nay nó đang lên mạng, nó đang bị xèo cái hồ Tà Lét. Là cái ngay cái chốt lần thứ hai mình về là thôn Cà Rèn. Mà thôn Cà Rèn thì là nhà cô này á, là lại ở gần cái chốt của mình. Thì mình ở ngoài cái thôn đồng bào, mình thôn dân tộc, còn cô thì thôn người Kinh. Mà cái cảnh mình đóng quân ở đó thì mình liên tưởng cái giống như là cái bài thơ của Vũ Cao ấy, là lối ta đi giữa hai sườn núi, đôi bọn tây làng có những đôi ít kinh như vậy. Tức là mình mà muốn đi vô nhà cô thì cũng đi theo một cái bé trên đồi, cây cối lùm xùm, ý kinh. Mình cứ tưởng tượng như là trong cái khung cảnh này giống như một cái đôi. Thế cũng ra làm gì? Thế thì vào là việc của tụi mình là bao giờ đi làm công tác dân vận là phải mang một cái, bất luận chiến sĩ nào cũng phải đi địa bàn, là phải hiểu một cái là xác định công an cũng ở cùng làm công an, nhưng công an giống như quân đội cũng xuống dài cũng lắm, cũng đào hào và hổ cũng làm cả cái. Thì đi làm công tác dân vận là mục đích là phải đi nắm bắt tình hình, cũng là đi vào thôn vào xóm, đi vào thôn vào xã nắm bắt tình hình, đi nghe ngóng tình hình có vấn đề gì không, người ta phản ánh gì không, người ta có biết nhóm nhanh nhóm chỗ này cái gì nhanh nó cái gì không. Thì năm đó là năm 79, và 79 với lực lượng công an thì mình là so với chúng ta, xin lỗi, là nó có một cái cơ chế rất nghiêm ngặt, tức là phải là đối tượng bây giờ thì nó lùi vào giới cả, nhưng hồi đó là đối tượng trước cả tháng
thì nó là đối kháng của mình, cho nên nào là nhiều cái đối tượng mà nguy hiểm, cho nên mà đi là phải rất hết sức cảnh giác và cẩn thận, không bị mua thuộc, không bị sai phạm gì cả. Về mặt đạo đức con người mà chiến sĩ là phải như vậy đó, nhưng về mặt nghiệp vụ là mình phải cảnh giác cái điều đó. Thì đi vô nhà công này là cái tình cờ mình quan sát cả là có một cái áo bông của công an, áo của ngồi đó công an là cái mặc áo màu vàng giống như cảnh sát là không bây giờ kêu vậy thôi. Thế mình bảo sao nhà này có cái 579 mà là bắt đầu bảo phải tìm hiểu cái đối tượng này không, tại sao sao qua áo đó không. Thế thì bắt đầu thông qua cô làm quen thì nói chuyện với bà già vợ bây giờ, bà mình hay gọi bà ngoại là dân Đà Nẵng, nói chuyện đặc sệt Đà Nẵng, ăn trầu nói hút thuốc rê cấm lệ, cho nên nói là mình không có nghe được. Nhưng mà với phong cách thì cứ mà dạ dạ vân vân cho nó biết, nhưng bà già cũng nhiều cái tiếng thì nói đã không nghe được. Nhưng mà chú nói với bà già thì cô xuất hiện chưa? Thì nói chung là vô nhà thì nhiều khi là ngồi bàn thì mấy đứa nhỏ một bè thì ngồi cái phản hay là chỉ có bà nhà họ cái bàn. Lúc cô ra chưa cô? Lúc đó là đang mưa dầm, nhà cô là ở đồng quê là không cách nào mà ngày nào được ở không. Cứ mở mắt là phải đi làm gì? Làm dân ruộng, thấy lúa làm cỏ bỏ phân rồi làm hoa lê ơn suốt ngày như vậy. Thì hôm đó lại mưa dầm bão nữa, tháng 7 tháng 9 là mưa bão ghê lắm. Thế là cô về nhà thì thấy cả chục anh bộ đội vào mặc bộ công an đồng mũ vào. Thế là cô chào má, thì má lại ngồi cái bàn đó cũng chào lại. Thế là cô thấy là tụi có một con bạn nữa với nó cũng trời mưa tới đó chơi chơi thấy xong lo cũng lo xong rồi chào má trước rồi nói không chào cái em, nó không chào cái anh, thế là ngồi nói chuyện chơi cũng không biết ai là ai, thì đông đông người đó mà có biết anh này là ai đâu. Thế xong rồi cũng chuyện trò, thế rồi má cũng hỏi nhưng mà hỏi tiếng Đà Nẵng thì các anh không nghe. Má hỏi là tụi con ở ngoài đó có gồ ăn hay là ăn bo bo. Thế xong rồi mấy anh cũng quay lại hỏi con, hỏi má vừa nói gì. Bảo là má vừa hỏi ăn rồi mà nó có gạo ăn, nhưng là mấy anh ăn bo bo. Thế dạ thưa má, tụi con ăn bo bo, tụi con không có gạo. Thế là cái truyền qua truyền lại vậy. Thế là lần đầu rồi lại lần thứ hai thứ ba. Thế là lúc đó thì vào người ăn, sau rồi hai cách em mấy ngày sau lại thấy vào bảy người nữa. Vào nữa người ăn hay là sao có mình chú bảy người à, giờ xuống ba người đó, ba người à. Mà không phải là đi nhà cô mà là nhà cô mà nhà nào các nhà người hay người đi vô hết nhưng mà các anh chia nhau đi tại đông lắm, vô nhà dân để chơi với dân lại thấy tình hình nữa. Thế là cái vài ngày sau lại thấy năm anh xuống nữa là xuống nữa. Thế vài ngày là cái trời mưa đó luôn, trời nắng rồi biết là nhà nông không ai ở nhà mà năm đó là mưa bão nghiêng lắm, các anh đi phải đội mũ áo mưa vô nhà. Rồi tới khi nào còn có mình không? Năm người lại ba người. Mà có anh trên kia là có một anh trên trường, anh trên đường, anh một trên trường nữa. Đấy, với một anh cường nữa. Thế ba anh một lúc. Thì má cũng giới thiệu nhưng má lại không nghe cái tiếng bắt. Má cứ bảo thằng nào trường, má chả như thế nào. Chứ còn tôi nhớ là đâu. Nhưng mà má chỉ khen mỗi anh này đẹp trai nhất. Ừ vậy đó hả? 20 tuổi mà rất là đẹp trai, mà trẻ mau luôn. Thế mạnh rồi đó. Thế là má các anh về xong má mới bảo tao thấy cái thằng đó đó, cái thằng trẻ trẻ thường thường vậy đó mà nó đẹp trai quá. Nếu ta mà có con như vậy tao để nhà của mình, người ta không có cho đi. Mà nó mặt non lắm, 20 tuổi mặt non xương à. Thế là bắt đầu sau ảnh lại bồ mình. Có, tầm 10 người, giờ còn có người là có cái đẹp đó. Cô rồi gặp hồi đó thì bắt đầu mưa xong rồi tới nắng gặt lúa xong rồi phơi lúa, thì cái ảo vô là hốt lúa phơi lúa rồi bưng lúa vô cất trong cái thùng rồi anh này kia nọ là không biết anh để ý mình lúc nào. Nhưng mà lúc đó cô thấy chú đẹp trai không? Đẹp trai lắm. Không có đẹp trai nhưng mà cô thì gái quê. Bây giờ là chú phụ nữ bảo á, đẹp quá. Lúc đó là gái quê mà chân đất tay bùn, không phải như bây giờ đi làm các bạn đi làm có bao tay có mũ bảo hiểm có cáp đồ này bảo hiểm nắng rồi đen như dân tộc luôn, người ốm hốc hát lắm, thì chỉ phơi nắng suốt ngày nhưng mà không có phải như nhiều mà có bao tay chứ. Thế mà không biết anh để đi lúc nào,
Để lúc nào đúng? Các bạn cô, cô trong thời gian đó thì cô bắt đầu là má cũng thấy thương. Mà nhà cô nhiều mít lắm, người nhà quê mà cứ trồng trái cây, trái cây. Rồi con ngỗng, con gà, rồi má cũng bảo là mai tụi con vô, má sẽ cho tụi con một trái mít. Mà nhà má có một cái trái mít được 45-50 kg. Thế là hai mấy anh cô có khiên về, má đưa chống rồi cái khiên về. Rồi má bảo tối mai vô má cho con ngỗng. Thế là bắt về làm thịt chứ ngỗng tụi con ăn rau rừng với lại như vậy khổ quá. Thế là từ đó là bắt đầu là cứ quen làm ăn làm. Rồi cứ vô ra trò chuyện thôi chứ không để ý gì nữa. Nhưng mà xin hỏi chú nè, là chú được không? Chú về vào trong đó thì trái mít con ngỗng hay là cô gái này? Thực ra là đồng bộ nhiều vấn đề lắm. Ngoài cái chính là phải nhiệm vụ. Nhưng mà trúng cái đối tượng nhà này là gì? Đối tượng là gì? Là ông ba là lại hoạt động ở ngoài Đà Nẵng, tức là lại làm hợp bí mật thì lại bị cái thời mà Mỹ và đổ vào Đà Nẵng á thì lại bị hy sinh. Thì sau này sang cô này ngoài Đà Nẵng là được 1-2 tuổi thì bắt đầu mới bồng bế vào trong Đà Lạt ở với ông nội á, tức là đi theo ông nội thì bắt đầu mới xuất thân. Thế thì xuất xứ là gọi là phe ta, gọi là phe ta, rồi cho nên mà thấy con cháu mà nó khổ là cũng rất là muốn san sẻ, thân thiện luôn, rất thế. Cho nên bảo tại sao cứ cho quà này cho quà kia, là cho cả về đơn vị tiểu đội ăn chứ đâu là phải cho riêng mình đâu. Nhưng mà thực ra là tới hồi mà mình 20 tuổi thì chưa biết yêu, chưa được gần con gái, thế mà có cơ hội mà đi xuống dân mà lại thấy cô này là ngạo quá, dễ thương, xong cũng bóng đá, tức là ăn cũng thì đồ lao động thôi, nhưng mà một cái vai trò là bà chị ở trong nhà với lại bà em, rồi nếu mà có được so cột cờ trong xóm là mình trong cái khu vực đó mình thấy cô này được hơn, giống như là má thấy là chú được hơn qua mọi kia đó, nhưng mà từ đó tôi đã thấy cô này được rồi. Là chủ đích vô để gọi là cưa ngẫm hay là chủ đích vô sinh mít với lại sinh ngẫm? Không, có nhiều vấn đề nhưng mà có khi là vô cùng hình đến nhìn mặt cả. Ví dụ vậy, để cho nó đỡ nhớ. Đỡ nhớ. Thì chú mới bắt đầu là theo cô, xin bếp của nó mà cô lửa, nhớ bếp lửa. Cũng tới sát sát rồi đó. Cô mới hỏi là má em làm gì, ba em làm gì, này kia kia nọ, má quê ở đâu. Em bảo là cô bảo là má thì đây ở Đà Nẵng vào, còn ba thì hy sinh ở Đà Nẵng vô đây, má lại lập gia đình thứ hai, cả em đây là người lần thứ hai. Thế của ba hy sinh rồi hả? Dạ. Thế là anh này bắt ra nghe hy sinh mà vì là công an nó là lý lịch ghê lắm, nếu mà lấy lính con của lính Ngụy thì không bao giờ được, mà lỡ có tình yêu rồi thì không thể bỏ được, không thể mà bỏ ngành để lấy vợ hay sao đâu. Thì anh mới hỏi gốc là cái người nghe ba hy sinh một bên nào đúng không? Đấy là bắt đầu anh mới tấn công còn luôn, coi như là anh không ngày nào không mà mưa gió cũng làm nát thành cũng làm lặng từ lúc mà biết bao ba của cô là bên mình rồi đó, hy sinh vì gọi là bộ đội hy sinh rồi đó, bộ đội tấn công luôn. Các cháu quyền lên chụp lại trong cái nhà đó lại có một ông anh là con riêng của gia đình đó, không phải con ông còn bà già này đâu, thì lại đi làm du kích và sau đó lại đi làm công an. Sau 7 năm là tiếp nhận làm công an ở cái địa phương Bích Tạm á, cho nên mới xuất hiện là cái áo con công an ở trong nhà như thế. Rồi còn ông em ruột của cô này, ruột là cùng cha một mẹ á, thì lại là đi học công nhân cơ khí điện á, thì lại là công nhân. Cho nên mà nói chung là về con mắt, về cũng nhiệm vụ của mình là phải an toàn, là an toàn rồi, lý lịch an toàn rồi, vậy bắt đầu tấn công dữ dội luôn. Rồi ra vào mấy tháng thì mình nhưng mà lại kẹt là cái chỗ của mình mà lối ta đi chỉ có hai sườn núi luôn, gọi nên là gọi núi đôi nhất thì chỉ được có 3 tháng, tức là lại cứ phải chạy theo cái tình hình của an ninh trật tự của cái tình lâm đồng, giống như là đi tour vậy đó. Đúng rồi, đi tour nó đi là thắp cái đâu một câu cái đó, nếu mà cái hoạt động của phun rô tới đâu anh thì tụi mình lại cứ phải đi tới cả mình hoạt động ở đây là mấy tháng, 3 tháng. Có nói gì yêu đương gì chưa? Có tình cho có luôn rồi đó hả? Nói gì nói thế đâu, có khi là không nói họ anh yêu em ta thiết thì làm cái nói chứ làm gì, cứ nói thì cái đôi cưa cho nhà là có vẻ thiếu không được, mà có vẻ mình không dám nói thẳng ra là gió bẻ măng gì đâu.
tình yêu với cô chưa? Cô cũng thấy là vô hồi là cô biết rồi. Biết anh này có ý rồi. Có ý rồi cũng chưa thương lắm đâu. Nói chung là cũng chưa thương lắm. Cũng mến nhau thôi, cũng gần chưa có tình yêu yêu nhau lắm. Mỗi cái 3 tháng mà đâu có phải vô hồi đâu, cũng phải đi công tác cho nên là nhiệm vụ gì chứ. Anh chỉ lừa lúc nào anh em cũng trưa là gì nữa thì anh chạy một tí thôi. Chứ anh không có thể nào vô hồi được. Thì trong 3 tháng đó thì anh lại đổi chốt. Đi xa hơn nữa. Đi xa cả nó 40 cây số. Ồ. Và lúc đó thì nói chung thì cũng không thương lắm, cũng chưa mến lắm cho nên cũng không nhớ nhung gì. Không nhớ nhung gì hết. Cũng yêu đương vậy thôi. Từ sau này qua thì từ thôi chứ một có khi một tháng 2 tháng anh mới mượn được cái xe đạp của dân tộc. Đạp xe đạp một lội qua suối rồi về nhà người yêu rồi. Trời đất ơi. Mà chỉ nghe những nhục thôi. Còn đó thì không ra đâu nhé. Còn đó là tụi mình có thể có lúc là phải sử dụng là đi bộ là chính này, đi xe ngựa này. Còn nếu mà cái thời gian mà còn xe lam á, là bán được xe lam là mừng lắm. Còn không là chủ cửa hàng công bộ. Mà mình ở cái chỗ cà rè đứng cặp này này, cái chỗ nhà cô này này. Xong rồi chuyển xuống cái huyện Đơn Dương là cái chỗ mà xa. Mà chuyển xa là có cái thủy điện Đá Nhiêu. Đúng rồi. Đó, thì ở cái xã Ca Rô á, thì lại cái tình hình phun rô là hạ động mạnh lên. Thì xuống đó mà muốn đi đó thì phải đi tắt ngang đường quốc lộ 27 thì phải đi băng qua cánh đồng và đi qua suối thì nó lại nhanh, nhưng mà suối lại không có cứ phải xin lỗi là cứ phải mặc quần tới mặc quần xà lõn lội suối ra xà lõn không có họ đi bộ luôn hả bộ mà ra ngoài cái chỗ cái xà lạc lâm đó là nếu mà ra ngoài quốc lộ á thì tụi mình phi ở trong rừng sâu mà khi mà đi ra quốc lộ là phải cứ băng ngang rừng ngang núi qua suối vậy. Thì đi tắt ngang thì phải cởi quần này rồi có chỗ nó ướt cả quần xà lõn có khi phải chui vào bụi vặt khô lại mặc lại rồi mặc quần khô mà quần khô quần da keo cổ lại để đi ra xe ngựa đi ra xe lam để đi ra ngã ba Vinh Hôn rồi lại đi hương lên Đà Lạt nó lại chắc trở lắm lại đi nào. Rồi đến thăm được bao nhiêu lần được chuyển tiếp nữa đi chắc kể đó về chốt Ca Rô thì lên nhà cô thì có khi 1-2-3 tháng thì không tới biết chục lần không à. Thì qua cuối năm 80 á rồi chú đổi về rồi. Trời ơi đi nữa mà lên cái lúc đó thì yêu rồi yêu thương rồi thế là cái ngày mà lên báo là anh sẽ về quê về luôn ở Hà Nội anh lính hết Rô rồi anh về ngoài đó luôn thì lúc đó là bắt đầu muốn sao xíu bực ruột à khóc không cô rồi cũng khóc nhiều. Có buổi đêm đó thì chú Ngoại làm đêm xin ở lại cái đêm mà để sáng mai chia tay về á là đêm đó là hai chồng nói rồi đó là bây giờ thì nói hai chồng thì nói tối bây giờ hai chồng là rất là hai đứa là tất cả đêm đều khóc. Ủa gì trời vậy? Ủa là sao chú đêm khóc phí vậy? Ủa hồi đó ngồi đêm một mà thì để sáng mai đi được đi xin người ta cho một đêm để chia tay người yêu để mai xuống để người ta đưa buông đi mà. Ủa. Đêm đó chú suy nghĩ cái gì không cắt trời ngọc lan nói là mình biết ngay rồi là đâu biết chân mà đúng rồi cái giai đoạn đầu là 3 tháng đó, mà trước khi mà chia tay để chuyển chốt á tại hồi đó nó sẽ nó gần là nó đi công đi làm dân vận á thì chưa có thể sập vô được rồi chập tối hay là gì đó cũng có thể vô được không có thể vô được nhưng mà sau này về dưới cái chốt Ca Rô mà có Đơn Dương rồi á thì không có lý do gì mà lại đi lên đây được cho nên có khi là anh em á đơn vị em thông cảm lắm mà tháng rồi bảo cho tôi nghỉ ngày chủ nhật này để tôi đi lên trên cái chốt cũ lại thăm bạn bè người ở đây đó nhưng mà mình đang nói cái đoạn đó là cái lần mà rời cái chốt đó đi là hai đứa chia tay nhau ở dưới một cái quả đồi và dưới quả đồi thì cây cuối cùng tụi mình có một cái xoài rất to cái xoài to cả ôm này hai đó đứng với nhau chia tay ở đó thì hôn nhau đúng rồi lần đầu tiên hai đứa hôn nhau lúc chuyển chốt là hôn nhau còn chuyển tỉnh đó một nguyên một đêm đúng là đi do đó là mình nghĩ ra ngay khai thiệt đi khai với công an là khó nhưng mà công an là rất là thật khai đó công an thì có lắm chứ mà công an tức là khi mà chia tay lần đầu ở cái gốc cái xoài á thì
hôn. Xong rồi cái gì thuộc của mình muốn, muốn tìm, mình muốn đòi về của mình. Đúng thì nên cái gì là thuộc của đàn ông. Nói tào lao cũng có được không, nhưng mà này đừng có thôi, được hết á. Tức là người ta có việc sorry ngọc lao nữa, là tại sao mà các cặp yêu nhau khi mà hôn xong là hay tìm những cái gì của mình. Yeah. Nhất là bầu sức ở đâu. Thế thì tại sao bảo là chủ của mình đấy? Người ta có một cái thuyết ngày xưa là tạo hóa là giao cho đàn ông là phải đeo bầu sữa để nuôi con, còn đàn bà là chỉ đeo bầu để, đeo bầu để nuôi, để con thôi, là vất vả chia đôi ra. Dạ. Thế nhưng mà đàn ông nó lưu nữa là cứ đẻ con ra rồi thế cứ đi ăn nhậu này, tiền thì là cứ gửi bầu sữa cho vợ giữ luôn. Thế là giữ lâu quá vợ thấy đẹp rồi vợ giữ luôn không trả nữa, thế là bắt đầu là loài người sau này đấy. Đàn ông cứ đi đòi lại cái của mình này. Đúng không? Thế thôi. Chị làm đêm đó là chị đi tìm đầu bầu sữa thôi. Với một đêm chia tay thôi, chỉ đầu bầu sữa thôi. Tất cả những cái sau này thì nó sẽ tình tự giống như những cặp yêu khác. Hỏi thật Thu là cái đêm mà tân hôn á, là cái đêm chia tay ở góc xoài hay là đêm chia tay ở để đi về bác? Đúng chưa, rồi. Chưa gọi là tân hôn. Ủa, có luôn hả? Chưa có luôn hả? Chưa. Chưa hề có gì cả. Nên đó là chỉ đi đòi đi tìm bầu sữa thôi. Chỉ đi đòi bầu sữa thôi. Trời ơi. Thì đó, nói chung là thế? Từ đó Ngọc Lan được biết rồi, ông bà già rất là quá. Không phải như người đại giờ. Thật ra là con hỏi là để mong tìm một cái điều gì đó nó khác biệt với lại các ông bà trước đây rồi. Nhưng mà đúng cũng không có gì khác. Cũng vẫn là một cái sự rào cản rất là lớn từ phía phụ huynh. Và ông bà lúc đó thì lại rất là sợ. Còn bây giờ tuổi trẻ không sợ ai cả. Dễ gì tha được đó. Bây giờ cái đúng rồi. Cái lý trí hoạt động cũng sợ lắm. Lý trí hoạt động cũng rất là thắng cái khao khát. Yeah. Tại lúc nào lo sợ là không giống như bây giờ nó không có lý trí thắng dục vọng á. À đúng rồi, đúng rồi. Ok. Tại vì tại sao vậy? Nó nào hồi đó người ta không có biết bao biện, không có thuốc men gì hết. Yeah. Thậm chí người ta còn không biết cái chu kỳ là ngày nào ra ngày nào. À. Nhưng mà khi mà mình á thì muốn một là giữ cái tình yêu đó, hai là giữ những cái gì đó nó thiêng liêng, ba là cái sợ. Sợ mình nếu mà xảy ra cái gì là chết luôn. Sợ mà đi tìm sự đó. Con nghĩ là cái trách nhiệm của người đàn ông ở thời điểm đó rất lớn. Bởi vì cái hệ lụy sau đó là mình phải chịu trách nhiệm rất là lớn luôn. Dạ. Còn giờ được rồi. Đúng rồi. Tại sao khi chia tay một đêm khóc không, không làm gì hết? Thì có người đã âu yếm một cái này khác. Chứ không có... không có vui quá giới hạn, rồi tới sáng chia tay đi luôn. Lúc đó là 5 giờ sáng mà chú phải đi ra để có xe á. Dạ. Có một chiếc xe nó về từ Đà Lạt về Cà Đô. Dạ. Chú phải đi 10 sáng để ra cái đường đó, có xe về đó để kịp để anh em người ta tập trung lại để đi về Hà Nội. Về Hà Nội là năm 80 thì hai đứa cũng cứ thư từ qua lại. Viết thư qua không? Thư không thôi, chứ hồi đó là đừng có điện thoại. Viết bao nhiêu năm? Tới cuối năm 82 thì bắt đầu là... 2 năm viết thư. 2 năm hồi đó bình thường đó. Từ qua từ lại 2 năm. Từ năm 80 đến 82. Cái nỗi nhớ nhung nó dữ dội hình quân. Về đó viết thư mà cứ trong cái làm, cứ trong là có cái người đưa thư vào là đấy. Nhãi ơi có thư nè. Là lúc đó có gì không ăn cơm. Trời ơi. Mời người thì mình chui phòng để đọc thư cái đại chứ không ăn cơm. Đọc chắc đọc đi hợp lại nhiều lần. Đọc đi hợp lại nhiều lần rồi bắt đầu mới ra ăn cơm mới đi làm tiếp. Không có mừng lắm, cứ thấy ai mà bảo là có thư này, có thư con nhã này, xe nhã đây là lúc đó là mình rung động, biết là thư sao có thư mình thôi. Sau năm 82 thì sao cô? Hai năm viết thư rồi sao? Thư thì năm 82 thì có lúc thì chú cũng bảo là viết thư, có lúc cũng bảo là bây giờ em với anh ở trên 2000 cái số, không biết là có gặp nhau nữa không? Thế đùng sao lại 80 năm 82 thì cô đi đám cưới một con bạn thì ở nhà về, vừa về nhà thì má mới nói là thằng Tường đó gửi điện tín luôn rồi. Thế cô má ơi điện tín gì mày đọc đi, cái đọc bảo là
má con tụi con với bố con trên đường à. Ồ. Mà bà lúc đó là thì điện không có, điện đốn không có, rồi không có một cái gì hết. Mà chú xin nghỉ phép 15 ngày mà đi xe đã 3 ngày rồi. Không biết phép được 10 ngày, 10 ngày, mười mấy ngày mà đi tàu vô tới đây, vô tới nhà là 3-4 ngày trời mới tới cái chỗ Đình Nai nó ở, cho biết chẳng nó ở. Đó, thế là con cứ vô thì bây giờ xếp không kịp. Bà con ở xa, chứ bây giờ alo phát ở đâu cũng tập trung tới ta thì sao rồi có lại ở cái thiệp mời cánh đó là người ta thấy địa chỉ. Bây giờ bà con ở xa Quảng Ngãi, Quảng Nam, rồi Đà Lạt nữa, lưng từ lưng sao phải được. Thì trong 3 ngày đó thì bắt đầu chúng con nghỉ ngơi, ngày con thì sau 2 ngày chồng mới mượn một cái xe đạp. Đi xuống cách đó 8 cái số để đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn. Ủa vô có cái gia đình chú vô luôn không? Có gia đình. Vô bắt đầu nói chuyện với má cô. Rồi. Cái hai gia đình gì đó cảm sao? Nói xong đăng ký kết hôn luôn. Nhưng mà cái năm 81 á, thì má cô á, thì có một thằng em con cậu nè. Nó hay đi buôn đi tàu lửa, nó buôn từ ở Thanh Hóa về Nha Trang. Rồi nó hay, nó biết là có anh Tường có bạn gái ở đó thì nó lên chơi một hai lần. Thế là hai bác cháu ngồi nói chuyện thì má lại đi buông, theo nó đi buông. Thế là nó ấm về quê anh này. Mà tôi mốt lại má lại về, má lại đi buông hàng quá trầu cao các thứ. Là theo thằng em con cậu là về quê nhà. Nghe cái lý do đi buông là đi kiểm tra gốc cá. À, đi kiểm tra đó. Đấy. Sợ con gái mình thấy lầm người đúng không? Cũng sau rồi thằng đó nó cũng giúp chị là phát về nhà ông Tường đi. Nhà cô con làm kia ở đó này kia nọ, thế là đưa về và cũng về để chơi mà ở lại. À có về rồi. À về rồi. Là thăm trước, xong rồi lần sau thì cô bố cũng vào. À. Tức là hai người tham gia đã gặp nhau rồi. Chú cái lúc mà chú thấy mẹ của cô xuất hiện cái chú hết hồn chú. Bình thường tại vì không lúc đó xuống gọi nhà. Tại vì mình lại đang công tác ở ngoài kia đây, nhưng mà rõ sao là mình đó là nhà đang nội chơi. Là từ quê mình lại ra thủ đô Hà Nội cho bà đi thăm phú luôn, đi thăm bác luôn. Bà đừng đi một lần thăm bác. Rồi sau rồi vào đó đầu nói chuyện qua lại để đăng ký kết hôn luôn. Thì bây giờ hai bên là đồng ý cho nhau, đó nhau lấy nhau thì tụi mình cũng đồng ý lấy nhau thì bắt đầu là đăng ký kết hôn luôn. Rồi làm đám cưới xong. Đó, cái bà đó là tại chỗ, tức là cô trong này thì gấp gáp quá không làm được, thì trên đường về là bảo không thì nghỉ làm ở bên vợ, bên bạn gái đi, thì mình về là trai thì mình sẽ tổ chức nhà trai. Nhưng mà cái điều kiện đó thì nó cũng khó lắm, thế là cứ sách rõ là theo chồng đó là đi về thì trên đường về là chỉ còn có mình vợ mình theo mình với ông già mình là đi về thì bao giờ đi cũng mất 3 ngày 3 đêm trên tàu. Mà thế, từ nhà phải xuống dưới Sơn La, các chàng mới đi xe xuống đó mới đi tàu lửa ra ngoài quê, ngoài đó nói là chờ cho đó không có tàu lửa đến đi luôn. Yeah. Đi hết mất hơn buổi, gần một ngày. Có nghĩa là cái chuyến đó như là một cái dấu ấn của đời mình. Mình làm công an thì cứ đi ở trong dân, trong bản, trong làng, thật như cũng khoai, cũng sáng thôi. Nhưng mà mình cũng thiếu cái ghé là khi mà về tới xuống tới cái ga Tây Hóa thì ba cha con á, tại cái miếng ni lông nằm đỡ để cho tới sáng thì đi xe kiểu như xe ôm, xe gọi là xe thầu lai để về quê cách đó 20 cây. Thế thì nghĩ là cứ nằm nghỉ đỡ một phát thôi, đỡ đau lưng đau cẳng thôi. Thì ba cha con ngủ gì là ngủ say, nó đồ không có một cái gì, chỉ là một đá con người gió đồ rồi lên lúc là nó lấy trộm sạch chơi luôn. Cô nhà quê, con gái nhà quê cô có biết gì đâu. À. Người ta đi làm thương nghiệp giáo viên rồi mình thì bao nhiêu là các cái kỷ niệm bằng ảnh, bao nhiêu là thương từ, bao nhiêu là bút chi chép rồi nhật ký rồi là các cái đồ chuẩn bị để cho đám cưới, là thậm chí có một số quà mấy đứa em nó bảo anh cô mua giùm em cái này kia mang về cũng sạch nhẵn rồi. Thì cô cũng biết mà đâu, chú bảo thì em cứ bố cái nằm ra đi. Thì tụi anh là lên thắt canh thì nằm phải cởi giày, cởi dép ra, chứ mà nói chung là phải giày dép bây giờ nó cũng phòng sơ bằng thôi. Nằm xa thì có chú có đôi giày công an, thì đi bộ đội công an người ta phát. Thì cũng trải đó nằm, cũng